Chợ hoa Tết, cứ tổng họ chợ hoa Tết năm nay cả nhà ai đông 2022. Covid là đông này. Việt Nam and Cambodia. My YouTube channel. I see Vanessa của tôi. He said, "Oh my God, that channel. I am the one. I know. I heard God sound boy. I already know." $35. $19 một nhánh, một bó chắc phải mấy đẹp không? Yeah. Đẹp. Đúng rồi, đúng rồi. Yeah, easy. Cây này năm ngoái có mấy sủng, năm nay 150 đồng. Cây trần trụ này 150 đồng á. $800 là cây na la, cây na màu xanh. Cây na này 800. Cây na đỏ kia 1500 thôi. Đấy mũ à, mũ vậy à? Tập bay, đi tập bay. Thì bé đi tàu ra. Cúc đẹp quá chị nhỏ. Dạ, cúc đẹp quá. Bên kia thì 5 đồng, bên kia thì 6 đồng. Yeah. Not the same thing. No. Đi xe nắng đổi này lên nắng. Đổi lên nắng. Đi xe đeo hai khẩu trang.